Chơi audio một chiếc đầu Blu-ray DVD của hãng Greenhouse, cái logo Greenhouse nằm ở này ha, nhưng mà thương hiệu là của đầu là Gaudi nha. Con này thì chơi đĩa DVD CD tốt ha, đĩa Blu-ray thì em không có đĩa chép nha, đĩa để em test nha. Đó, đây là nó ghi logo Blu-ray, giống như là lúc em khởi động cái đầu lên nó cũng hiện cái Blu-ray, cái chữ Blu-ray lên ha. Con này thì nó là hàng nội địa Nhật nha, nhưng mà điện là điện autovol luôn, từ 100 cho đến 240V nha, có thể sử dụng được tất cả các nguồn điện ha, từ 100V cho đến 240V đó, em nhắc lại cho các bác, cho các anh em nghe ha. Thì con này hàng về nó không có remote nha, nhưng mà rất may là trên mặt trước của nó có những cái nút cơ bản như stop, play, nét bài, lùi bài ha, nút eject lấy đĩa ra và nút tắt nguồn. Thì phía sau nó còn một cái công tắc nguồn nữa để chúng ta sử dụng tắc nguồn chính luôn ha. Còn phía trước này là tắc nguồn dạng nguồn nó kêu là standby á ha. Đây là cổng USB, chơi USB từ tới 16GB, nhưng mà phải có remote mình mới điều khiển được vô cái chức năng chơi USB ha, chơi xem video, nghe nhạc từ USB đó. Con này em đang cho xuất được hình ảnh âm thanh ra đường HDMI nha các anh em nha. Đó. Em quay cận cảnh cho các anh em xem qua ha. Hình thức còn tương đối ha. Còn tương đối, nói chung là tương đối ok. Có chạy xước sơ sơ nhẹ nhẹ ha, còn nắp máy thì còn nói chung là đẹp. Đó, hiệu Gaudi. Thay đĩa. Nó ghi logo Blu-ray ha. Blu-ray ha. Đây màn hình hiển thị ha, siêu mỏng luôn nha. Con này chắc tầm khoảng 5cm thôi. Size thì size chuẩn rồi ha, size 43 chuẩn rồi. 5cm, nặng chắc khoảng chừng 3 tới 4kg vậy thôi. Đây là logo HDMI nè, DVD Blue BD Line nè. Chơi đĩa CD nè, compact disc nè ha. Nút eject, nét bài, lùi bài. Play, stop, nút tắt mở nguồn. Đó, màn hình hiển thị xanh, rất đẹp ha. Đây là nội thất của máy nè. Đó, đĩa đang quay nè ha. Đây bên phần bo mạch của nó. Bên phần bo mạch nguồn ha. Bên phần này là phần xuất hình ảnh và âm thanh, xuất âm thanh quang nha các anh em nha. Các anh em chơi audio rồi, cái đường âm thanh quang lúc nào nó cũng chất lượng cao hơn là cái đường analog nha. Vừa xuất hình ảnh HDMI lên màn hình TV, vừa xuất âm thanh quang luôn. Đây là em quay phía sau máy nha.
đây là đang kết nối đó. Đó, HDMI ha. Bên này là cổng quang, bên này HDMI ha. Nó còn có mỗi cổng LAN nữa, cổng mạng LAN nha, và một cổng USB phía sau nữa ha. Phía bên này là các dắt bông sen kết nối xuất hình ảnh và âm thanh lên màn hình TV bằng cổng bông sen ha. Phía bên này là công tắc nguồn chính nè, có thể tắt mở nguồn ha. Còn phía mặt trước là tắt standby ha, chế độ chờ. Đây là số series của máy nè, 21039 các anh em ha. Đúng rồi, năm số đuôi ha, em đọc năm số đuôi 21039 ha. Đây là thông tin của máy nè. Model là GHV-BD100K, điện áp 100V đến 250V. Đó, auto volt là ngon rồi ha. Công suất sử dụng là 15W, sử dụng điện ha, 15W ha. Made in China. Bên này nó ghi model máy luôn. Sản xuất vào năm 2010 các anh em ha. GHV-BD100K. Đây. Hình như bên đây là số series hay sao? Thôi cứ tạm thời cho đây là số series đi ha. 045 đuôi đi ha. Đó. Rồi, sản xuất năm 2010 các anh em ha. Rồi, nhưng mà em nghĩ bên này là số series là đúng hơn nè ha. Đó, 21039. Đó, tất cả hình thức và nội thất của máy ha. Anh em có thể về xuất hình ảnh bằng đường tín hiệu analog dắt bông sen lên màn hình TV ha. Đây là cái nắp lưng của nó nha, nắp máy nè, nó sơn nhám sần nha, rồi nói chung là mịn tay ha, không có chảy xước gì nhiều lắm, có cái đường xước nhẹ nhẹ thôi ha. Đây tí xíu đây thôi, bên hông là đẹp ha, phía trong nè. Rồi ok ha, em đậy nắp máy lại nha. Trước khi em đậy nắp máy lại, em bấm khay đĩa ra vô cho các bác các anh em xem ha. Stop nè, lấy đĩa ra nè, open nè, đóng vào nè, nói chung là ra vô rất là êm, rất là ngọt ha, không có vấn đề gì cả ha. Đó. Rồi như vậy là nãy giờ em phát cái đĩa DVD ha, em tiếp tục phát qua cái đĩa CD nha. Đĩa CD Hồ Hoàng Yến mà em hay test máy nè, vừa lấy luôn nha. Đó, mình đóng nắp đĩa lại nha. Rồi như vậy là em bỏ cái đĩa CD vào ha, play nè. Xa cách đưa tiễn nhau đi, dù trở lại thì em xin chúc cho anh được chọn. Như vậy là nó đang phát âm thanh qua đường tín hiệu quang nha các bác các anh em ha, optical in nè ha. Bây giờ em sẽ chuyển qua đường analog in nha các anh em xem qua ha. Đó, tín hiệu analog ha. Các anh em xem ha, tín hiệu analog đó, xuất âm thanh tốt luôn ha. Thì em nghĩ nếu mà xuất tín hiệu và hình ảnh bằng đường bông sen analog lên TV chắc
là chắc chắn là ok rồi ha, tại vì cái đường âm thanh nó đã ra ok rồi. Nét bài nhận nha, coi nhanh không nha. Ồ, quá nhanh luôn, bấm là nó hát liền luôn. Em nhấn cái nữa cho các anh em xem qua nè ha. Em bấm nhầm cái remote nè, nó chuyển về tín hiệu trên cái đầu băng này. Đó, tín hiệu quen. Optical in ha. Chuyển analog nè. Đó, tín hiệu analog ha. Rồi, em đang nói về vấn đề cái đĩa nó nhận bài rất là nhanh. Nét bài là nó nhận liền luôn ha. Bấm tiếp một cái nữa cho các anh em xem nha. Nét nè. Đó, quá nhanh luôn. Như vậy con mắt này rất là, còn rất là tốt luôn đó, các bác các anh em ha. Em sẽ thử qua một cái đĩa VCD nha. Nói chung là em test ngẫu nhiên cái đĩa DVD và đĩa CD thôi, còn VCD không biết nó chạy hay không ha, thì em sẵn đây test luôn. Em lại bấm trên remote nữa rồi. Cầm cái remote trên tay. Cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao lừa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Rồi ok, như vậy là đĩa CD ok ha. Thì em cũng có hai cái đĩa, bên này là đĩa VCD ha, bên này là đĩa MP3 nè, em test luôn. Nói chung là em không biết là trên hãng nó có hỗ trợ hai cái dòng đĩa này không, em chưa coi luôn, em test ngẫu nhiên thôi nha. Các anh em xem qua thử ha. Stop nè. Trước tiên em test cái đĩa MP3 trước đi ha. Play luôn nha. Ồ, không có remote chỉnh rồi. Có remote thì mới bấm xuống được. Đó. Như vậy là không vào được cái thư mục của nó rồi. Có nghĩa là có remote mình mới chỉnh được ha. Bấm các nút trên. À đây. Được mà. Play. Như vậy là cái thằng này chắc chắn là đọc được đĩa MP3. Nếu mà có remote ha, có nghĩa là mình bấm xuống chữ play, bấm xuống nhá, play list. Đó. Bấm xuống cái phần play list là có thể đọc được đĩa MP3 thôi. Đó, nó hiện lên nè ha. Đây, data disk nè. Nó hiện lên 484 MB. Không có cách nào để bấm hết. Đó. Không xuống được ha. Rồi, em lấy cái đĩa MP3 ra nha. Rồi, tiếp tục một cái đĩa VCD nha. Em nghĩ MP3 nó có một cái thư mục để mình vào file MP3 đó. Tại vì MP3 là nhạc nén, nó rất là nhiều file. Có thể là có remote thì mới chỉnh được ha. Vào các file chính của nó. Rồi, em play nha. Rồi, VCD đọc ok luôn.
Ồ, như vậy là cái đầu này đọc quá ngon luôn. Blu-ray không có đĩa test. DVD ok, VCD ok, CD ok, MP3 ok luôn. Ồ, quá ngon. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì Tịnh Thất Hiền Như cùng nhị vị sư cô hiện diện. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 2 tháng 9. Rồi, như vậy là ok rồi. Nét một cái thử coi. À, vậy là cái file, cái đĩa này có một file một thôi. Bấm hát từ đầu đến cuối thôi. Nói chung con đĩa, cái đầu đĩa này hát tất cả là ok rồi ha. Nhưng cái giá trị của nó nằm ở đĩa Blu-ray. Em nghĩ là cái mắt nó còn đọc rất là nhanh. Chắc chắn là cái phần đĩa Blu-ray đọc ok rồi. Em hồi trước là em có cái đĩa Blu-ray, nhưng mà vô tình em bỏ vào cái đầu ổ cứng HDD á. Em chép từ đĩa Blu-ray, nội dung đĩa Blu-ray vào ổ cứng HDD. Nó chuyển nó thành cút qua luôn. Là nó mất luôn từ cái file đĩa gốc luôn. Đâm ra bây giờ cái đĩa đó nó bị xước một đường, mình không thể nào ghi lại được. Rất là uổng. Nó chỉ có phát thôi, không ghi lại được. Nên em bây giờ em không có một cái đĩa Blu-ray nào để em test hết. 2016. Chúng tôi được đủ duyên từ Việt Nam. Rồi. Như vậy là ok các bác các anh em ha. Đầu đĩa của hãng Greenhouse. Greenhouse là cái thương hiệu nội địa của Nhật á. Em coi cái trang web thấy cái chữ Greenhouse là nội địa của Nhật ha, nhưng mà em không coi cái thông số cái đầu kỹ thuật cái thông số kỹ thuật của cái chiếc đầu này. Đó, thương hiệu Goldie ha. Rồi, cảm ơn các bác các anh em đã xem qua ha. Em test cái đầu đĩa chạy tất cả là ok. Các bác các anh em xem qua, anh em nào xem lấy được về chơi thì lấy ha. Rồi, cảm ơn các bác các anh em đã xem qua video clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại ha. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật.